Minh Lan thân mến kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình talk show của công ty UMEKEN vào mỗi thứ sáu hàng tuần. Thưa quý vị, mỗi lần bước vào đầu mùa hè thì là Minh Lan lại cảm thấy hơi đuối vì thời tiết thay đổi bất thường, lúc nóng, lúc lạnh, làm cho cơ thể dễ bị mệt mỏi theo. Nhưng mà mùa hè cũng là một mùa để mà cho các cháu chuẩn bị được nghỉ học. Cha mẹ thì tranh thủ cho các cháu đi học hè nè, đi cắm trại hoặc là đi du lịch xa. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải cần lưu ý đến sức khỏe vì những thay đổi về thời tiết, thói quen ăn uống làm cho cơ thể chúng ta mệt mỏi, những cơn đau dạ dày hành hạ. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể vừa vui chơi đúng mức, vừa có thể yên tâm hơn về sức khỏe của mình? Thưa quý vị, hôm nay thì Mỹ Lan đã có một vị khách mời không ai xa lạ, đó là chị Diễm Nguyễn đến từ công ty dược mỹ phẩm UMEKEN đến từ Nhật Bản để chia sẻ vài điều mới lạ về những sản phẩm của công ty UMEKEN và đặc biệt là những lời khuyên bổ ích giúp cho chúng ta mỗi ngày mỗi thêm trẻ, khỏe thêm hơn. Xin chào chị Diễm ạ. Chào chị Mỹ Lan, chị khỏe không? Khỏe lắm. Chị Diễm ơi, trong những cái chương trình trước, những cái đợt phỏng vấn trước thì chị có giới thiệu đến một số công dụng của viên nghệ tím mà Mỹ Lan có nghe chị nói qua đó, thì chị là đã nhận được rất là nhiều những phản hồi tốt từ khán giả và cái sản phẩm nghệ tím lên men Okinawa Zedorari ngày càng được khán giả biết đến nhiều hơn nữa về những công dụng và hữu ích của nó. Và đây, thưa quý vị, thực sự là một tin vui, tin mừng không chỉ cho những ai đang gặp vấn đề về sức khỏe mà cả Diễm và Mỹ Lan nữa, cùng với công ty UMEKEN cũng cảm thấy vui theo nữa. Đúng rồi vậy không chị Diễm? Đúng rồi đó chị Mỹ Lan. Trước tiên Diễm xin kính chào chị Mỹ Lan và xin kính chào quý vị khán thính giả đang xem đài. Diễm rất vui được gặp lại chị nè, được tiếp tục nói chuyện về những cái sản phẩm của công ty UMEKEN. Giữa Diễm và chị Mỹ Lan thì sản phẩm này là chắc là chị biết nhiều rồi phải không? Uh-huh. Dạ dạ. Thì hôm nay đó thì Diễm xin nói về cái sản phẩm nghệ tím Okinawa Zedorari thì ngày càng được nhiều khách hàng để ý đến vì đó là một phần họ được nghe từ chính người thân của mình, từ những lời giới thiệu của bạn bè đã sử dụng qua và biết được nghệ tím tốt cho sức khỏe của dạ dày như thế nào. Nãy giờ Diễm có nghe chị Mỹ Lan nói đó, nhắc đến là mùa hè thì chúng ta thường có những hoạt động ngoài trời nhiều hơn những ngày khác. Chúng ta vui chơi nhiều hơn, ăn uống bên ngoài cũng nhiều hơn và thói quen ăn uống thay đổi thì sẽ gây ra những chuyện như là những cái bệnh về dạ dày nè, khó tiêu nè, đau bụng, nôn mửa hoặc là bị đầy hơi sau mỗi bữa ăn. Và đặc biệt là với những người hay uống rượu, hút thuốc thì cái triệu chứng này sẽ xảy ra nhiều hơn, phải không chị Mỹ Lan? Đúng yeah. Như vậy mà chị Diễm là thường thường á, Mỹ Lan cũng như khán thính giả đã biết rất là nhiều về nghệ vàng. Nghệ vàng thì mình dùng hàng ngày trong cái vấn đề nấu ăn của mình, như là thực phẩm của chúng ta nấu như là ở Ấn Độ và Việt Nam. Nhưng mà thật sự ra chúng ta ít có ai nghe nói đến là nghệ tím. Như vậy thì chị Diễm có thể giới thiệu cho khán thính giả được biết viên nghệ tím là gì và công dụng của nó như thế nào thưa chị? Dạ, yeah. Yeah, thưa Mỹ Lan cũng như thưa quý vị, Zedorari là mình được gọi là nghệ tím, là một loại cây có cùng họ với củ nghệ. Thì cái cây nghệ này cao khoảng là 3 feet, rễ của nó có thể ăn được nha quý vị. Người xưa thường dùng nó giống như là một loại gia vị khi nấu ăn. Riêng đối với sức khỏe thì nghệ tím được coi là một loại dược thảo rất tốt đối với sức khỏe con người và được người dân tại Nhật Bản rất là yêu thích đó Mỹ Lan. Thì khi nghiên cứu đó thì các nhà khoa học tại Nhật đó đã khám phá ra được nghệ tím có chứa những hoạt chất chống oxy hóa, kháng khuẩn rất là cao, chống viêm. Và nếu chúng ta có thể uống những viên nghệ tím mỗi ngày thì rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Vì nghệ tím có thể giúp tăng cường chức năng cho dạ dày nè, rồi bảo vệ đường ruột và giúp cho niêm mạc dày hơn, giúp vi khuẩn HP được loại bỏ. Đồng thời những cái chất cặn bã còn sót lại trong ruột non, ruột già sẽ được thải ra và giúp cho máu huyết của chúng ta lưu thông tốt hơn đó chị. Yeah. Chị Diễm, kỳ trước thì Mỹ Lan có nghe chị Diễm nói, có nhắc sơ qua là cây nghệ tím này đã được trồng ngay tại trang trại riêng của công ty UMEKEN. Như vậy thì chị có thể cho khán giả biết được rằng là nghệ tím Okinawa Zedorari của hãng UMEKEN thì có những đặc điểm gì đặc biệt hơn? Dạ, thưa chị, nghệ tím của hãng UMEKEN đó thì được trồng tại trang trại riêng của UMEKEN trên vùng đảo Miyako Okinawa tại Nhật. Đây là một trong ba hòn đảo có môi trường trong sạch nhất trên thế giới.
chúng ta có thể thấy trên thân cây, lá cây nghệ có màu tím. Trong thời gian nuôi trồng đó, thì vùng đất màu mỡ này sẽ lấy các chất diệp lục hấp thụ và các chất dinh dưỡng để đưa vào lá. Đến cuối mùa đó thì những cái chất dinh dưỡng này sẽ đi từ từ xuống dưới rễ. Vì vậy mà rễ cây là nơi chứa nhiều dinh dưỡng nhất của cây nghệ tím và đã được công ty UMEKEN cô đặc và bào chế thành từng viên Zidoeri. Vì vậy chúng ta có thể thấy nghệ tím của UMEKEN là một trong những sản phẩm hàng đầu với chất lượng cao. Ngoài nguyên liệu nghệ tím thì UMEKEN còn có thêm bắp cải lên men đó Mỹ Lan. Và nó còn có tinh chất ổ qua. Thì bắp cải lên men sẽ giúp hồi phục nhanh hơn màng dạ dày. Nghệ tím được làm thành từng viên nén và được bỏ trong từng cái gói nhỏ. Từng gói nhỏ như vậy thì rất dễ mang theo bên mình để chúng ta có thể sử dụng mỗi ngày. Em cũng nghe nói đó, nghệ, mọi người cũng biết đến nghệ là một cái loại mà có thể chữa lành được những vết thương. Vậy thì đối với những bệnh nhân mà đang bị những căn bệnh như là loét dạ dày nè, hay là vì cái dạ dày có vấn đề mà bị hôi miệng đó chị, thì mình có thể thường xuyên mình sử dụng cái nghệ tím này được không thưa chị? Dạ được. Vào những đợt phỏng vấn trước đó thì Diễm đã có nói sơ qua tại sao nghệ tím giúp cho những người có mùi hơi thở không tốt. Thì hôm nay Diễm xin giải thích rõ hơn về nguyên nhân tại sao nghệ tím cũng giúp cho chúng ta cải thiện tình trạng này nha chị Mỹ Lan. Dạ, thì nhiều người băn khoăn không hiểu vì sao á mà dù mình vệ sinh răng miệng sạch sẽ nè, đúng cách nè, nhưng mà cái mùi hôi vẫn xuất hiện và ảnh hưởng khá nhiều tới tâm lý giao tiếp của mình. Thì tuy nhiên một điều mà ít ai biết tới đó là chính là hôi miệng còn do nguyên nhân là các bệnh ở dạ dày gây ra. Như chúng ta biết đó, dạ dày là nơi tiêu hóa thức ăn nên là nơi trú ngụ thích hợp của nhiều loại vi khuẩn gây bệnh. Khi mắc các bệnh về dạ dày như là viêm dạ dày nè ha, trào ngược các dạ dày, thực quản thường gây nên những mùi hôi rất là khó chịu là do dịch axit trong dạ dày trào ngược lên hầu họng, gây tổn thương niêm mạc xung quanh hầu họng, làm tăng nguy cơ vi khuẩn phát triển gây nên những mùi hôi rất là khó chịu đó Mỹ Lan. Ngoài ra, nghệ tím còn là một sản phẩm rất giúp ích cho những người có triệu chứng đau bao tử như là dễ bị đầy hơi nè, khi ăn thực phẩm có nhiều dầu mỡ nè, bao tử thường xuyên bị đau sau mỗi bữa ăn, thường xuyên bị ngộ độc thực phẩm nè, đau bụng hoặc là nôn mửa, đặc biệt là khi chị đi du lịch đó, những nơi có thức ăn khác lạ đó, thì những cái chứng mà dư axit gây ra viêm loét dạ dày hay trào ngược dạ dày dần dần sẽ có thể dẫn đến những cái bệnh ung thư dạ dày đó Mỹ Lan. Màng nhầy của dạ dày đã bị tổn thương do vi khuẩn Helicobacter pylori gây ra thì dạ dày mình có thể bị căng thẳng, có thể bị đau hoặc là cũng có thể bị tổn thương vì mình uống rượu nhiều hay là mình bị stress nữa. Đó là những cái triệu chứng mà của bao tử và nghệ tím được chiết xuất từ dưỡng chất thiên nhiên này sẽ giúp cho cái triệu chứng kia giảm đi. Và nếu mà mình dùng lâu dài đó thì cái bao tử của mình nó sẽ tốt hơn. Dạ vâng, kính thưa quý vị, như vậy thì mùa hè đã sắp đến rồi, hè đã về, hè về rồi thì đặc biệt là trong tháng 6 này thì công ty UMEKEN chắc chắn sẽ có một cái quà gì đó, một cái giá thật là đặc biệt cho khán thính giả phải không thưa chị? Dạ đúng rồi đó chị, quý vị ơi, mùa hè là mùa chúng ta thường đi du lịch gặp mặt bạn bè hoặc là người thân và đây cũng là lúc chúng ta thường hay trao cho người thân, bạn bè của mình những món quà có ý nghĩa. Chúng ta có thể mua những cây son nè, mua những bộ quần áo hoặc một đôi giày để tặng cho họ. Nhưng riêng với kinh nghiệm của mình đó, của Diễm đó, thì đặc biệt là những bác lớn tuổi, họ thường không thích quần áo hoặc giày dép mới. Cho nên cái suy nghĩ của Diễm đó là nếu mà mình có thể tặng cho các bác hoặc cho người thân của mình ăn được ngon hơn nè, khỏe mạnh hơn nè, thì đó là món quà nghệ tím. Okinawa Zidori là một cái sản phẩm rất là tốt, tại vì nghệ tím có thể giúp cho dạ dày của chúng ta dễ chịu hơn, giúp cho chúng ta không có bị ở hơi, không có bị khó tiêu. Sản phẩm nghệ tím lên men cùng với bắp cải và khổ qua sẽ là những món quà thích hợp để mang theo bên mình trong dịp hè về.
Và thưa quý vị, để chào mừng mùa hè rực rỡ đang đến với chúng ta thì quý vị hãy gọi vào trong số phone là 562-207-4370 để mua một hộp nghệ tím giúp ngăn ngừa bệnh viêm loét dạ dày, ở hơi, ở chua, đau bụng hoặc là đầy hơi, thì mình sẽ được bớt mỗi 10% nghe quý vị. Và đồng thời quý vị sẽ được tặng phi những cuốn sách báo mỗi 3 tháng. Để những cuốn sách này chúng ta có thể đọc những giờ rảnh, chúng ta tìm hiểu thêm về những thế nào để chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn đấy chị. Vâng, dạ. Sẽ được tặng thêm một cái tạp chí sức khỏe khi mà quý vị gọi vào. Cảm ơn chị Diễm rất là nhiều đã đến đây chia sẻ với khán thính giả về những kinh nghiệm quý báu về sản phẩm nghệ tím lên men cùng với bắp cải và khổ qua Okinawa Zero Ari. Nếu mà quý vị nào có những triệu chứng như là đầy bụng, ở hơi, ở chua, đau bụng, khó tiêu vân vân, liên quan đến dạ dày, hãy liên lạc ngay với công ty UMEKEN tại số phone là 562-207-4370 để mua cho mình hoặc là tặng cho người thân yêu của mình. Và khi mà quý vị gọi vào, công ty sẽ có những nhân viên người Việt Nam để giải đáp những thắc mắc của quý vị. Và cũng nhân dịp này thì Mỹ Lan sẽ được thay mặt cho công ty UMEKEN cũng như là chị Diễm đây kính chúc cho mọi người lúc nào cũng vui, cũng khỏe. Mỹ Lan và chị Diễm Nguyễn xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình của tuần sau. Xin hân hạnh kính chào quý vị. Chào quý vị.